Vong ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen lại với bạn chữ đờ có phải không? Không đâu, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm quen một bạn mới, đó là bạn chữ E. Các bé cùng gọi tên thật to bạn chữ E với chị nhé. Chữ E. Chữ E. E, em bé. E, em bé. Em bé đang làm gì vậy chị Bính Bông? Em bé đạp xe. E, đạp xe. E, đạp xe. Mẹ cho em bé quét kem. E, mẹ. E, mẹ. E, em bé. E, em bé. E, quét kem. E, quét kem. Đây là chữ E. Và đây cũng là chữ E. Các bé cùng đọc lại thật to với chị nhé. Chữ E. Chữ E. Ồ, các bé đọc to quá, hát phải nào. Các bé cùng đọc lại thật to với chị nhé.